Ngày hôm nay là một cái không khí trước cái ngày show của Chủ nhật tuần này. Có mặt ở đây thì có những nghệ sĩ như là chị Ngọc Quyên, má chị Ngọc Quyên. Hai cô. Đây. Đứng xa xa là Kim Tiểu Long. Xa xa là Kim Tiểu Long nè. Hello Long. Hello. Mình phải quảng cáo cho để bán vé thêm nha. Dạ, mua vé ủng hộ em lẹ. Rồi nói nha. Gì đi, nói gì. Dạ, xin mọi người mua vé ủng hộ em trong tuồng Tấm Lòng Cửa Biển đi. Bởi vì vé trên lầu thì cũng còn, vé dưới còn mớ nữa. Nhưng mà nó tóm lại là cảm ơn mọi người, cô chú, ông bà, cô bác. Mong rằng ủng hộ cái tuồng Tấm Lòng Cửa Biển này. Nhóm nghệ sĩ của em hát nha, lâu lâu cải lương mình mới hát một lần. Coi như là tất cả những nghệ sĩ luôn. Dạ, tất cả nghệ sĩ chúng em. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn chị vẫn tin tôi. Cảm ơn chị vẫn tin tôi. Nhưng tôi không phải là. Nhưng tôi phải là. Phải ra đi. Trước sau gì tôi cũng phải ra đi thôi. Khi nào tôi trở thành người của dân, không ăn bám vào gia đình. Ăn bám thì tôi mới trở về. Mọi người gì thì tôi sẽ trở về. Không anh. Bây giờ là tối 8 giờ tối ở đây, là trước mặt quý vị là thấy là đường Bô Sa ha. Bên đây là Quán Hương. Quán Hương là của nghệ sĩ Hoài Tâm. Thì đối diện Quán Hương có một cái tiệm tên là Hương Wellness. Chỗ này là cũng của Hoài Tâm. Và Hoài Tâm hiện tại đang mở cửa để cho mọi người tập tuồng để chuẩn bị cho cái show của ngày Chủ nhật tuần này. Đó, bây giờ mình vào đến xem bên trong như thế nào nha. Đây là ông chủ Hoài Tâm nè. 38 vé mà thôi. Không mừng vậy. Bây giờ kêu gọi mọi người. Thưa quý vị, thì cái show chương trình Cải Lương Tôi Yêu, quý vị biết là sẽ xảy ra một đêm duy nhất, một ngày duy nhất và một suất duy nhất, 6 giờ chiều ngày 14 tháng 11 2021. Thì bây giờ các anh em nghệ sĩ đang tập tuồng. Và vé thì ở Sài Gòn, rạp Sài Gòn Performance nó rất là nhỏ, nó chỉ có 500 hơn chỗ ngồi thôi. Thì sau khi bây giờ thì bên phía bên Trung tâm Thúy Nga cũng như Hoài Tâm đang cộng sổ lại thì chỉ còn có 38 vé. Cho nên nếu mà quý vị nào vẫn còn thương yêu cải lương, thích anh em ca nghệ sĩ, hãy gọi liền cho Trung tâm Thúy Nga 714-894-5811 hoặc là có thể nhắn tin riêng cho Hoài Tâm bất cứ lúc nào nha. 1 giờ sáng cũng được, 3 giờ sáng, 5 giờ sáng, 7 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng cũng được. Em sẽ giao vé tới tận nhà. 38 vé cuối cùng em sẽ giao tận nhà. 714-330-3009, đó là số điện thoại của Hoài Tâm. Nhớ nha quý vị, là gọi chỉ mua vé thôi, đừng có gọi nhắn tin em làm những cái chuyện khác, không có nên. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Lần đầu tiên làm bầu sao thấy bơ phờ như vậy? Dạ, lần đầu tiên làm bầu nên vậy đó quý vị. Lần tiên có bầu và dạ, không có kinh nghiệm. Dạ, cho nên nó hơi bơ phờ. Người ta xoắn não, em xoắn tóc luôn quý vị. Dạ, thank you. Dạ, giống Hàn Quốc đúng không quý vị? Ai cũng nói em giống Hàn Quốc là cái hàng để quốc á, chứ không phải là hàng để trưng bày. Không, chị Đào chị hiểu tánh, chị biết nết của thằng em, chị không? Chị biết cái nết. Thôi đó, để em trai tôi nó lo. Thôi thì tiếp lời với lại Hoài Tâm thôi, mà coi như là quay xa xa thôi nha. Tại hôm nay là trong tư thế là từ nhà bay lên đây để tập xong rồi ngày mai đi show sớm. Thì cũng như Hoài Tâm nói là chúng ta chỉ còn có 38 vé thôi. Thì quý vị nào yêu thương cải lương, yêu thương Hoài Tâm, yêu thương tất cả những anh chị em đang tập tuồng ở đây là rất là cực khổ, thì xin ủng hộ nha. Tại vì á, anh chị em nghệ sĩ mà nhìn thấy cái rạp nó đầy tất cả mọi người là diễn sẽ sung hơn rất nhiều. Nhiều khi bây giờ mình mua vé thì mình tặng bố mẹ mình, mình tặng bố mẹ mình đi coi. Tại vì chỉ có một suất duy nhất mà thôi. Dạ, Hồng Đào xin trân trọng kính mời. Đây, một diễn viên từ Việt Nam. Cái show này là phải mời anh từ Việt Nam bay qua. Tôi luôn. Khó lắm à. Khó lắm à. Tôi không có đơn giản mà mời tôi được đâu. Ha. Mà tôi nhận mà tôi hát là từ thiện luôn đó, tôi cũng hát nữa. Tại vì tôi rất thích hát cho bà con ở đây xem. Đó, đơn giản là vậy thôi. Hát là lúc mà lương dữ lắm mà bây giờ thì hát từ thiện luôn. Bây giờ anh có nói gì kêu gọi mọi người. Mình không phải là không muốn nói mà mình đang tập tuồng. Không phải, phải nói câu gì đó để người ta đi mua vé. Rồi mua vé đi, mua vé đi. Ngày mai đặc biệt á, là sẽ có show hả, có nhiều cái đặc biệt lắm. Trích đoạn cũng đặc biệt, cải lương Hồ Quảng cũng đặc biệt, rồi tấu hài cũng đặc biệt, ca nhạc cũng đặc biệt, và nguyên tuồng cải lương Tấm Lòng Cửa Biển rất là đặc biệt. Và cái điều đặc biệt nữa hơn nữa đó là khi quý vị vào đó, quý vị sẽ được một cái sản phẩm mà sample
đặc biệt luôn. Rồi quý vị sẽ nhận được hai cái giải thưởng, mỗi giải thưởng 500 đồng cũng đặc biệt luôn. Đó là cái điều là còn bao nhiêu vé nữa thì cứ ra ngoài trung tâm Thúy Nga 714-894-5811 đó, đọc riết là thuộc luôn đó quý vị. Nhớ nha, cảm ơn quý vị nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Thôi giờ cho em tập tuồng. Chút nữa quay lại với chị. Còn một điều đặc biệt nữa mà Ngọc Quyền chưa nói, đó là gom tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng ở cái vùng này và cả cải lương ở các tiểu bang khác về để làm một thành một cái vở cải lương, mà hy vọng rằng đây là một cái tiếng chiêng đầu tiên đánh cho nó vang dội ở cái vùng, nhất là vùng cải ly này là cái trước mắt. Bà con đến đây cũng giống như là người đem cái lửa đến, mà tôi tất cả nghệ sĩ là chỉ thắp lên một cái ngọn lửa thôi, mà quý vị là những người tiếp sức cho nghệ sĩ có thể làm tiếp nhiều chương trình khác nữa. Hy vọng gặp quý vị vào chương trình ngày chủ nhật. À, cái tuần này anh đóng cái vai gì? Vai dữ à? Vai dữ hả? Ờ, dữ. Anh không bao giờ đóng vai hiền đâu. có anh là đóng vai hiền. À, có anh đóng vai hiền. Anh xui. Nhưng mà trong cái hiền cũng có cái dữ. Anh xui. Anh xui. Anh xui. Rồi, quay lại với là những người khác nha quý vị. Ừ. Em không cần đâu chị hai à. Đây, xa xa là hai người đẹp. Nói chung là khó khăn lắm. Trong cái mùa dịch này khó khăn lắm, chị em mới hợp mặt lại với nhau có một cái show diễn. Và lần đầu tiên danh hài Hoài Tâm đứng ra tổ chức một cái show cải lương tôi yêu như thế này. Phải nói là rất là cảm ơn tinh thần mà yêu thương, yêu mến cải lương của danh hài Hoài Tâm. Và bên cạnh đó là cũng cơ hội để cho chị em nghệ sĩ gặp mặt nhau. Và điều quan trọng nữa đó là cái đêm cải lương tôi yêu này chỉ một đêm duy nhất thôi. Các anh chị em nghệ sĩ từ ở các tiểu bang họp về Cali này để mà biểu diễn thì rất mong được sự đón nhận của quý khán giả. Và vé cũng còn một ít nữa, mọi người ơi hãy nhanh tay mình đặt vé, đặt thêm những chiếc vé này nha, chỉ còn một số ít thôi và chỉ có một đêm duy nhất thôi nha cả nhà ơi. Cả nhà mình nhớ đến ủng hộ chương trình Cải Lương Tôi Yêu nha, với những trích đoạn nè thật là đặc biệt, những bài hát ca nhạc đi sâu vào lòng người, rồi những chặp tấu hài của Kiều Oanh Hoàng Nhất đã đem lại nhiều tiếng cười cho mọi người, và đặc biệt là nguyên một vở cải lương tâm lý xã hội Tấm Lòng Của Biển nha. Rồi kỳ này là quý vị khán giả sẽ thấy Hoài Tâm và Hồng Đào sẽ hát cải lương. Và hát cải lương trong hát giọng cổ luôn, hát giọng cổ luôn mới ghê chứ. Cho nên quý vị khán giả qua cái mùa dịch này nên giải trí và đến xem để ủng hộ các nghệ sĩ, lâu lắm rồi mới họp mặt lại với nhau. Thì chương trình cũng đặc biệt hơn nữa là nhờ có những cái nghệ sĩ từ phương xa. Chị là ở bên Houston, còn chị là bên chị nào? Là Việt Nam qua. Từ Việt Nam qua luôn, từ Việt Nam qua luôn để mà diễn cái show này thôi đó. nó quá. Chị Mỹ là chị Thanh Tâm là những cái người từ phương xa đến, thì quý vị hãy yêu thương đến rồi, để chị mà chị Phương Hồng Thủy là ở Atlanta qua nữa, chị Thủy nữa. Dạ, quá nhiều nghệ sĩ coi như là họp mặt tại Bô Sa này ha. Rồi kính mời quý vị hãy đến mà đón xem. Có nghệ sĩ đang tập tuồng đó quý vị. Cải lương không có đâu dễ đâu, cải lương rất là khó. Đúng rồi. Nghệ sĩ Hương Hồng Thủy hôm nay cô diễn cái vai gì trong cái tuần này cô? Cô diễn vai bà Vú. Bà Vú hả? Bà Vú hai. Thật ra đối với cái lứa tuổi trên 60 của Phường Thủy thì Phường Thủy chỉ mong là mọi người còn yêu mến cải lương thì hãy đến với chương trình của bộ show Hoài Tâm tổ chức tại Sài Gòn Performing Arts ngày Chủ nhật. Cũng là một cái dịp để anh em nghệ sĩ gặp nhau, mỗi người ở các nơi, ở các tiểu bang bay về cũng có, mà ở Việt Nam bay qua như là Thụy Mỹ để qua trị bệnh, rồi Thụy Mỹ cũng tham gia trong cái show này cũng có. Đối với Thủy, anh em nghệ sĩ gặp nhau là một niềm vui, cũng không phải là để hơn thua gì hết á, mà chỉ là tấm lòng đến với nhau vì nghề. Trước nhất trong cái tâm mình luôn nghĩ là vì nghề, chỉ mong mọi người gặp nhau nè. Thủy gặp được anh Bảo Quốc nè, gặp được má Thúy Quyển cũng sẽ đi xem nè, gặp mọi người. Nói chung là những người mà có mặt trong poster đều là những người yêu nghề. Thủy mong mọi người đến ủng hộ, chỉ vậy thôi.
như cái giai vũ hài này của trong cái vở Tấm Lòng Của Biển mọi người ai cũng biết. Thủy đã học được nhiều người, từ Má Út Bạch Lan cho đến Má Sáu Ngọc Giàu, rồi cô Phượng Liên, rồi chị Hai Hương Lan nữa. Thủy cũng giờ mới hát chung với chị Hai Hương Lan. Chị Hai đóng vai bà vú, Thủy đóng vai đứa con. Thì bây giờ trong cái tuần này Thủy đóng vai bà vú, thì Thủy học được nghề của các bậc đàn anh đàn chị, thì giống như là học được từ Má Út, từ cô Phượng Liên, Má Sáu Ngọc Giàu. Cho nên Thủy cảm thấy mình được hạnh phúc khi hát cái này. Thì khi Thủy hát thì có gì sơ sót cũng mong những bậc đàn chị sẽ bỏ qua cho Thủy, để Thủy rút kinh nghiệm mà để cái nghề mình nó mỗi ngày mỗi tiếng hơn. Khi mình còn làng hơi thì mình còn hát để phục vụ cho khán giả. Cảm ơn. Đây là nghệ sĩ Hoàng Phúc, một tay đàn rất là điêu luyện của khu Nam California nha. Đó. Cảm ơn Lộc. Chị nói thương em. Nhưng mà chị đừng có bao giờ khinh rẻ. Đây, cái này là cái kịch bản của ông thầy đàn nè, đó. Tấm Lòng, Cảnh Trong Phòng Khách nè, đó. Hai cái luôn, một cái là có luôn kịch bản đây luôn nè. Đó. Đầy đủ đồ chơi luôn ha. Bây giờ cái thời đại bây giờ nó hiện đại quá, bây giờ mình xài toàn là đồ xịn không à. Hồi xưa cầm giấy cầm đèn thế bà luôn hả? Ở đây có một người dắt tuồng nha. Cải lương mà không có những người dắt tuồng này thì là cũng là hơi là rất là khó. Nhất là những cái thời bị điểm bây giờ đó, ít có mình hát thường xuyên thì không nhớ tuồng, thì phải có người nhắc tuồng. Đây một cái anh chàng nhắc tuồng cũng từ tiểu bang xa bay qua California đó nha, từ bên Atlanta luôn hả? Đó, đó. Cảm ơn Xuân. Mà lúc nãy nghe Xuân hát hay lắm nha. Cảm ơn Xuân nha. Mà lúc nãy... Ủa sao tự nhiên bước vô nhìn tôi thấy tâm trạng liền vậy? Cười coi. Trời ơi, nói nghe nè, hồi nãy công nhận hát hay thì nghe mai mốt làm ca sĩ nổi tiếng đừng quên tôi nha. Chị hát cái đó xong rồi đó, xong mẹ okay. Mới nói coi nha, không có nói đâu đó nha, con bỏ đi. Rồi, công nhận á nha, tôi nói nghe nè, hát hay quá mai mốt làm ca sĩ được á. Khi vừa biết yêu là ở trên phải không? À, cậu ba, lúc này mà cậu còn đùa vui được sao cậu ba? Sao trời lại ơi, sao lại không được? Cô cũng thấy, cô cũng thấy rồi đó. Ba tôi á, ổng thích cây ổng rượt ta, tôi chạy có cời đi nữa mà tôi vẫn cười nè, bình thường nè. Đâu có sao đâu. Ngồi không có gì anh ta, anh châu. Tưởng cũng vậy thôi. Không thấy mặc áo này chắc cái mặc áo này thấy ối gọn. Mặc đen màu đen. Bây giờ không, ốm hơn lúc trước. Ốm hơn. Ốm hơn. Chắc quýnh góp. Góp hả? Ủa bây giờ đổi góp hả? Tại vì anh phải canh giùm em nha, từ lúc đó không ai dắt hết nha. Rồi, thì anh cứ nhớ là em với Kim Tiểu Long xong, tới Kim Tiểu Long mới tới chị Thanh Thanh Tâm, là xong là tới anh. Cho nên khi là chị ơi không có gì nhớ, tại ngày mai ấy là 30 miếng nha. Nó là đồ đồ này á. Nó có quên đồ tay cái phone này, nhắc chị Tâm với Long đi rồi đó. Anh vô anh coi ngắm nga chưa. Quý vị thấy một cái không gian mà tập cải lương rất là cực khổ, rất là khó. Phải đúng từng ly từng tí và đúng với nhạc nữa. Quên tuồng thì có người nhắc tuồng. Đó. Ngon thề chỉ quy tất cả những người cha mẹ và đàn ông. Hello anh. Ông chủ quan tâm rất là chu đáo, lo thức ăn cho mọi người, lo thức uống cho mọi người, lo luôn hồng tươi, hồng giòn luôn nè. Giỏi quá Tâm à. Dạ, nói chung là làm gì đam mê thôi quý vị, chứ làm không có lời luôn đó quý vị. Lời cái khác. Dạ, em lời cái khác, lời tình thương của quý vị. Mà thật sự là em nghĩ trong thời lúc này cái cải lương là một bộ môn nghệ thuật mà đối với em nó rất là, em đánh giá nó rất là cao và em cảm thấy nó rất là hay luôn quý vị ơi. Ca múa hát diễn không phải là dễ làm, mà thật sự là mình được có cái cơ hội làm, cho nên thật sự là ráng làm hết mình để phục vụ và giữ gìn một cái gì đó gọi là văn hóa nghệ thuật.
Hoài Tâm bật mí rồi, Hoài Tâm đóng cái vai gì? Hát cải lương không? À, quý vị thấy rõ ràng là cái hình và hài của em hôm nay đã đẹp trai hơn ngày xưa, đúng không? Và nét thanh tú rồi tập vợt body đồ có không hề có một xíu mụn nè. Em không phải giống như Quang Lê. Đã, với cái danh dáng này thì em phải là vô kép đẹp thôi. Phải là kép đẹp thôi đúng không chị? Dạ. Dạ, cái mặt hiền lành quá mà tinh tâm nữa, đúng không? Cái mặt tinh tâm là thấy nó hiền rồi, làm sao đóng dây kép độc được, phải là kép đẹp. Còn đẹp hay không, bữa đó quý vị đến coi, hãy biết. Sư phụ có dạy một câu, nhưng mà hên xui nha quý vị. Em với chị Đào là đây, dạ, chị Quyền chỉ dạy rồi, hát được hay không là bữa đó hên xui. Ủa em nói luôn hai ba bên hả? Quảng cáo cái vụ kia nhớ không? Vụ nào chị? Cái vụ mà em nói trước livestream mình quảng cáo cái vụ mà giải thưởng mới là cái vụ xe bồ. Quên nữa nha. Dạ gạo Sóc Trăng đó là có tài thọ hai giải thưởng. Nếu mà quý vị tới coi livestream á là coi như là gạo thơm Sóc Trăng á, bé Ngân sẽ cho hai giải thưởng, mỗi giải 500 đô tiền mặt. Bây giờ em cũng không biết, ban tổ chức không có được biết luôn. Tại vì lúc đó đó, rồi mới biết. Tới lúc đó này bé Ngân á, là chủ nhân của gạo Sóc Trăng đó, người ta mới đưa ra câu hỏi, rồi ai trả lời được lấy 500 về. Nghệ sĩ được tham gia luôn. Tại vì có luôn chị, nhưng mà giờ ban tổ chức cũng không được biết luôn. Em tụi mình có luôn đó. Tụi mình có luôn. Gạo là ai cũng có hết, hình như là sample là ai cũng có. Sample thì ai cũng có hết đó. Gạo thơm Sóc Trăng sẽ chuẩn bị mỗi người 1 pound đến 2 pound để sẵn ở ngoài cửa. Quý vị coi cải lương tôi yêu về xong mỗi người xách 1 bao 2 bao về nấu thử ăn ngon mới ra chợ mua. Cái như người ta gọi là hàng chất lượng, người ta không có sợ gì. Người ta dạ cho tặng vậy luôn. Dạ nói chung là cảm ơn các tình yêu rất là nhiều vẫn còn yêu thương cải lương. Các em nè, chị Ngọc Quyền, anh Kim Tiểu Long. Dạ. Chị Phương Hồng Thủy bay từ ở Atlanta. Đó. Rất là ấy. Dạ đâu, anh là ai Việt Nam? Dạ đây anh Linh Tâm. Dạ mới từ Việt Nam phóng qua, mặc dù là có quốc tịch Mỹ. Dạ. Anh có tên Mỹ luôn, anh Linh Tâm tên tiếng Mỹ của anh là gì anh? Hả? Chim Roti. Ủa cái gì tên gì kỳ vậy? Em nói gì cái người anh Linh Tâm anh có tên tiếng Mỹ luôn đó chị. Chim Roti hả? Chim Roti. Chim roti. Chim roti. Đây, dạ. Đào Chánh đi va cải lương mà qua đây lau nhà. Không phải em bắt lau đâu. Tại vì bị đổ nước. Thôi. Tự làm đổ nước rồi tự lau chứ không phải là em bắt đào với em đâu dám bắt đi va lau. Dạ. Em này đó, đẹp trai đang đứng lau nhà mà chị không cho lau. Đó, đó không đó em đẹp trai đứng sẵn nó định lau mà chị không cho. Chị đó, chị không? Chị là chị này chị nhập dài phải không? Dạ từ này chị đóng vai con sen đó nên chị đọc vai trước. Ủa chị vô vai trước kìa luôn á, vô vai trước luôn. Chị đóng vai. Bước vô chỗ này là tôi chị đóng vai Oxin mà. Đó, dạ. Bữa đó quý vị. Sợ tới lúc diễn không biết làm gì. Không biết làm sao đó cho nên về chỉ làm trước. Quý vị lần này cái tấm lòng của biển đó chị là mấy anh em mỗi người vai nhỏ nhưng mà rất là vui. Chị Thanh Tâm mà vô vai Oxin trời ơi nhí nhảnh giống như mới 18. Chị không biết gì hết. Cái nhắc tuồng nó bây giờ nói là show của mình còn bao nhiêu vé nữa. Em nãy em báo rồi là còn 38 vé nữa. Wow. Là hết vé nha quý vị. Vậy thì còn 38 vé nó bán ở đâu? Bán đâu? Tại hả? Tại vì bên hài của tụi em á là cái gì nó phải nó flow ra như vậy. Và còn bên tuồng á là có người nhắc rồi về mấy anh chị mới chuyển tải ra bằng câu nói rồi diễn xuất. Bên hài mình là mình không có, mình phải nhớ hết đúng không chị? Cho nên là bỏ vô trong đây đó nhiều khi không có quen. Dạ bên hài sẽ không có quen. Tâm có bỏ không? Tâm có Hoàng nhắc giùm chị cái chỗ đó đi Ngô Hoàng. Nhưng mà khi kết để đó thôi, nhưng mà mình tưởng tại vì em không biết đâu. Nghe lời thì ít, nghe hơi thì nhiều. Ra bỏ cái đồ ra tao không được. Cái ao này nè.
Tâm nhất rồi là phải đưa hơi nó mới ra được. Đưa hơi là vậy, được. Vậy bây giờ chị cứ tập của Nguyễn. Bắt cái tổng của Nguyễn. Bây giờ chị làm bây giờ. Mà phải đúng tâm nha. Còn về hai giấc bây giờ em hát tâm nam là cái người đó phải hát tâm nam luôn. Còn nếu mà đưa vô chị không quên bắt tâm nữa là mẹ lên luôn chị. Nè nè. Không có cần đâu, không có cần đi tại có đàn rồi. Trời ơi, nguyên một cái đàn chứ có được mấy hai câu mà thuộc chứ. Rồi, xin hẹn quý vị vào chủ nhật tuần này nha, lúc 6 giờ chiều giờ của California. Xin đến và ủng hộ cho những người nghệ sĩ cải lương cũng như ủng hộ cho Hoài Tâm. Xin cảm ơn quý vị và xin gặp lại. Bye bye.